Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ bi hỷ xả là cơ bản tu đạo. Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo không có tứ vô lượng tâm, tức là làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến tám vạn đại kiếp cũng vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn cây số. Tứ vô lượng tâm là điều kiện cơ bản mà mỗi người tu nên có. Sao gọi là tứ vô lượng tâm? Tức là từ bi hỷ xả. Vô lượng là không có hạn lượng, có nghĩa là không bỏ dở nửa chừng, hoặc không đến giữa đường rồi tự vạch mức giới hạn cho mình, không muốn tiến tới. Như mới được chút định đó thì lấy làm đủ và nghĩ là xong rồi. Thật ra từ bi hỷ xả không có lúc nào là đủ cả, mà có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường từ bi hỷ xả cho đến khi đạt đến cảnh giới toàn thiện mới thôi. Một, từ là có thể cho niềm vui. Chúng ta có cho chúng sanh niềm vui không? Nếu như không có, đó tức là chúng ta không dùng hết lòng từ của mình. Chúng ta nên tiến đến mục tiêu vô duyên đại từ, là dùng lòng từ bi đối xử với những người không có duyên với mình. Chúng ta không những thông cảm với người cùng trong hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta cũng nên thông cảm với cả loài động vật trong cảnh hoạn nạn nữa. Nếu có chuyện không may xảy ra, chúng ta nên ra tay tiếp đỡ, giúp chúng sanh thoát dòng khổ hải. Đấy là công việc mà Phật tử nên làm. Chúng ta đừng nên có thái độ dửng dưng, chỉ biết đứng nhìn mà không chịu giúp, vì thế là đánh mất tinh thần cứu thế của Phật giáo. Trái lại, Phật giáo lấy từ bi làm hoài bão, dùng cửa phương tiện của đạo Phật để tiếp nhận chúng sanh. Hai, bi là có thể bạc trừ khổ não. Chúng ta có thể bạc trừ sự đau khổ của chúng sanh không? Nếu không thể, thì đó là vì chúng ta chưa dùng hết lòng bi của mình. Chúng ta nên có tư tưởng đồng thể đại bi, cũng tức là thấy người chết chìm như chính mình bị chết chìm, thấy người đói như chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là lòng lân mẫn thương xót, trong khi các nhà nho nói rằng bi thiên mẫn nhân lại cũng phù hợp với ý nghĩa trên. Do đó mà biết rằng tư tưởng của thánh dân trong thiên hạ đều giống nhau, như cùng xuất phát theo vết bánh xe, không tách rời lòng các ẩn xót thương. Phật giáo chủ trương từ bi, Nho giáo đề xướng trung thành và tha thứ, tâm tâm tương đồng. Đấy là cốt tủy của tôn giáo, nếu không thì là gì thuyết của ngoại đạo. Ba, hỷ là tâm vui vẻ. Chúng ta có quan hệ vui thích học Phật pháp không? Chúng ta có sanh ưu sầu phiền não hoặc có tâm tư bực dọc không? Nếu quả là có, chúng ta hãy mau sửa đổi, đừng phát sanh tấn tình như thế. Nếu còn chút ít tập khí rồi dùng công phu từ thức tình lục dục thì đó là quan niệm sai lầm. Nên hiểu là chúng ta không được tiếp tục có thứ quan niệm sai lầm như thế, nếu không chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả của nó sẽ ra sao. 4. Xả là tâm buông xả. Chúng ta có tâm buông xả không? Nếu có, vậy là lớn hay nhỏ, là nhất thời hay là vĩnh viễn? Xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sanh sự vui vẻ, bạc trừ cái khổ của chúng sanh và giúp họ trong hoàn cảnh nguy khốn. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sanh lòng hoan hỷ đến mức vô hạn. Nhưng chúng ta đừng nên chấp vào đó. Làm xong việc rồi nên quên hết, chứ đừng lưu giữ trong tâm thức. Nếu chúng ta chấp mà không quên được, đó không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng ta nên có tinh thần thi ân bất cầu báo thì mới được xem là người Phật tử chân chánh. Giảng ngày 26 tháng 4 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说呵。